hoạt động sát hạch cấp giấy phép lái xe tại Hà Nội sẽ được khôi phục trở lại từ tháng sau. Đây là thông tin mới của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội. Do thiếu phôi bằng lái, 10 ngày qua, tất cả các trung tâm sát hạch cấp giấy phép lái xe trên địa bàn Hà Nội đã phải dừng hoạt động. Trước khi tạm dừng hoạt động, thì Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết đến nay thì đã phát đủ giấy phép lái xe cho các học viên và đã vượt qua các kỳ thi sát hạch vừa rồi. Và trong những ngày tới, thì Cục Đường bộ Việt Nam sẽ cấp các phôi bằng bổ sung để khôi phục lại hoạt động sát hạch lái xe.